cuối tuần nắng giáo thì các bác vẫn có triệu chứng mưa nhưng mà nắng, đa phần là nắng, trời nắng thì bắt đầu lúc sáng cái cây nó còn đẫm nước, nó xỉn xỉn, bây giờ nó sáng dần khô đến đâu sáng đến đấy các bạn, cũng khá là tốt cây nhưng mà nhiều nước quá thì cũng mệt, vừa phải đấy. Thì quay lại một số cái cây hôm vừa rồi trồng xem nó bây giờ nó như nào, thì chắc độ tháng đấy chứ mấy nhỉ các bác nhỉ, chắc tầm tháng. Cái cây này, cái video mà trồng hai cái cây xanh này đấy, thì tôi chắc được khoảng một tháng đấy, thì bây giờ nó khá là xanh tốt rồi, khá là xanh tốt rồi. Cây bốn thân này, cây bốn thân đây, cây ba thân, cây ba thân thì vừa, cây ba thân thì nó tốt quá bởi vì là cái tay cành của nó thì không hạ đi nhiều cho nên là nó cứ thế nó ra thôi, cái form của nó đây. Thì vừa mới tỉa bớt một chút để quay phim cho nó lên hình các bác nhìn cho nó dễ chịu ấy. Thì đây rõ nhất là cái lá của nó đây, nó là một dòng điền thì các bạn, một dòng điền, tất nhiên điền không phải là điền xịn nhưng mà nó một dòng điền, điền hạt cũng không phải, nó một dạng một dòng điền ấy, thì sẽ làm điền ấy. À, còn cái bốn thân kia là cái quê, cái này thì chắc chắn là quê đây rồi. Đấy, còn cây này là điền, điền không phải là điền xịn hẳn nhưng mà nó cũng là một dòng điền, dòng điền chứ không phải là quê đâu các bác nhé. Điền hạt là quê, cái này không phải điền hạt. Từ trước có nhiều bác cứ hỏi là điền hay quê, nhưng mà lúc ý thực tế là mình bác chủ cũ rồi bác bảo điền hạt, nhưng bây giờ nhìn lá thì mình biết là nó là một dòng điền chứ không phải là điền hạt, nó là một dòng điền. Điền hạt lá nó khác kìa, mà điền hạt thì khác gì này xanh quê đâu. Đó. Nhìn các bạn nhìn lá đẹp, lá đẹp. Đấy. Và da vàng sáng. Đấy thì quay trở lại cây này thì chưa làm được nữa. Rồi còn tay chốt còn phải chờ nó to và giật ngọn nhấc lên thì mới làm được. Bây giờ nó còn non, nó còn nhỏ quá. Đấy. Thì cơ bản nó cũng khá là hay, sáng, nước lá rất rất sáng. Đấy. Ủ chứ, ủ cái bao tải nước lên nhé, thì nó mới tối này chứ không, nó đã mưa nó dã thì cũng đã chơi hết rồi, mới dần dần thôi. Sau nó ổn định form thì ngoãi hết cái này ra. Đẹp rồi các bạn. Đấy. Triệu chứng của bệnh có những con dẹp ở trong này, đấy, tổ dẹp rất là nhiều. Mùa này không tránh được, mùa này kiểu gì cũng bị, nếu mà không phun, và phun thì phải phun trước ấy. Chứ nó bị rồi phun nó vẫn bị đen lá, thì nó chỉ chết, nó không bị lan thôi. Cái con ấy này, nó làm lá xấu mà nó không trao đổi chất này, lá làm nó xấu. Đấy. Cái tùng này thì lúc nào cũng rất xanh mướt. Em mà không phát vừa bãi không nhìn mà. Đấy, xanh mướt, chẳng nên phải uốn nắn hay làm gì, tự nó có thế này thôi. Tự nhiên, để em cây siêu tự nhiên. Đấy, rất là mướt. Đừng bãi nhau nhá. Mướt. Này. Cây này thì hứa hẹn một cây nắng làng tán rất là rộng, trục làng tán rất là rộng và thấp. Đấy, các nhìn. Xong ông bỏ cái này ra. Chỗ này bị bóng, cái cây đào hơi tối, chỉ phải bó lại.
quay trở lại cây giá trị nhất là đây, cây rất là giá trị, một cái trực tạm gọi là ba vai cùng một điểm xuất phát ra ba thân, và có cái điểm thoát thân này rất là hay. Thường thì nó có nhiều dạng ba vai, một là điểm xuất phát là tận trên thân có ba nhánh cùng một điểm và xuất phát ra, còn một cái thể loại ba vai là ba thân từ gốc trở lên, thì cái dáng này thì khá là phổ biến. Cái dáng mà từ gốc lên là chia ba tay cây rất là phổ biến và rất là dễ ghép, người ta hay ghép. Ví dụ có cái hai thân đẹp đẹp và thiếu một bên, người ta thì trồng thêm một cây nữa, ghép một cây ba thân. Những cây này thì ít hơn, nó thiên nhiên hơn, bởi nó có đoạn thoát thân này, nó phù hợp với cái cây thiên nhiên ấy. Chứ những cái cây quốc tế thì thường ba thân trở lên người ta hay làm đám rừng. Chỉ có Việt Nam đặc trưng thì công nhận là cây ba vai. Đấy, chứ còn quốc tế như này là cây có thể gọi là cây quốc tế được, vì nó có đoạn thoát thân này và lên nó mới trên nhánh, nó là một cây đại thụ thiên nhiên. Còn cây ba vai thì cây đặc trưng của miền Bắc ấy, xanh xi thì có lẽ rằng chỉ chúng ta công nhận với nhau thôi. Đó. Tất nhiên nó đẹp, nó mang tính nội bộ. Còn cái cây này nó có điểm thoát thân này và lên nó chia, nó rất giống một cây trong thiên nhiên, bác hiểu. Nôm na là ở những cái sa mạc hay là những cái thảo nguyên ấy, bác. Toàn là cây bụi rồi cát chẳng hạn, thì tự nhiên có một số những cây nó một mình đó, nó đứng giữa sa mạc, giữa núi đồi đó. Đấy, thì nó rất là vững chãi như này. Đấy, bác hình dung rồi, vì sao người ta công nhận là chỗ đấy. Đấy, vệ dễ. Đây là cây thiên nhiên và xanh nhưng mà có thể hơi có quốc tế, bởi vì có điểm thoát thân. Nhất điểm thoát thân tỷ lệ sau cái chia nhánh, nó là một cây hoàn toàn thiên nhiên, là một cây. Chứ nhưng mà cây như tôi nói với lại cây ba vai từ dưới lên, tam đa ba vai ấy, từ gốc lên thì người ta thường lên tưởng đến những cái gì nó nội bộ Việt Nam hơn. Đấy. Đẹp các bác, đẹp. Cây này thì làm thì nhanh, tóm biết xong hết rồi, bây giờ cứ ra lộc non như này ra là tỉa thôi, ra là tỉa. Cây rất khỏe, cho ăn cũng rất tốt. Sau hãy phải cho nó nghiêng sang bên này một chút, nó đang bị sụt bên này tí, nó khá nặng, phải gồng nó lên và trên kê cho bên này nó cao lên một tí nữa. Một tí nữa. Đẹp, cái đẹp và rất là sáng. Đấy các bác, có tí lá tí nếp vào nhìn các bác nhìn. Sau đắp rêu riếc vào đây thì thối rồi. Đừng có đùa với mị. Rất tự nhiên các bác nhé. Còn là từ cái khẩu chia cái ba vai này ra thì hoàn toàn cắt giật. Đấy, làm rất hiện đại. Cây này thì chắc chắn phải làm từ ngày xưa, cắt giật từ ngày xưa nên mình xa xưa thì nó mới được như này. Xẹo thì nó líp rồi và nó bông tán nó xong rồi chứ. Nên em chỉnh lại chút thôi, chứng tỏ là cái chủ trước đây người ta cũng rất là hiện đại. Đấy, rất hiện đại. Đấy, nó là một cây rất là thích và nó có thể sẽ được quốc tế công nhận. Cái dáng này, ở cái dáng này và cái dáng và cái tỷ lệ, cái quốc tế nó có tỷ lệ quy định rất là khắt khe đấy các bác nhá, chứ không phải là nó không có luật liếc gì đâu nhá, cũng quy định đấy. Chiều cao của thân so với chiều cao của chậu, rồi chiều cao của bệ, rồi từ đâu đến đâu thì được phân chi, từ đại loại như vậy, và chiều cao tổng thể nó có quy định hết và rất là phải tuân thủ đấy các bác.
đi thi cây quốc tế là người ta đo đấy. Người ta đo đấy. Đấy. Tiếp theo đến ở đây. Lại chia sẻ một cái lần nữa về cây sung nếp. Đặc trưng nhất là cái cây này nhìn rõ nhất đây. Màu tím. Cái đoạn thân này thì thôi không nói, nó già thì sau này nó cũng trắng thôi, lúc đầu nó cũng sẽ màu tím. Đấy, tím sẫm sẫm. Nhưng mà cái rõ nhất là cái lộc non này và cái cành tơ này, nó màu tím. Và cái lộc của nó thì chắc chắn là tím. Đấy, quả nó siêu chín sừng kia bằng nắm tay ấy. Bằng cái chén. Rất nhiều quả và quả nó ra từ ngọn trở xuống này. Đấy, các bạn. Đấy, ra quả này. Quả này. Đấy, toàn là quả. Quả. Quả nhá. Đây. Quả tổ tướng nó rụng đầy dưới xín luôn. Nó rụng đầy dưới. Cây này mà ra ánh nắng nó còn ra nhiều quả nữa. Để trong cái bóng cây này. Tất nhiên là dáng dấp nó cũng bình thường thôi, nhưng mà đã được cái nhiều quả. Sung là có quả thì nó vui. Này, cái phi lao thì đang bật lộc. Đấy. Thì ít lâu nữa thì sang tuần về cái khác. Nó đã bật được rồi thì nhanh lắm. Rất rụt rịt các bạn. Rất rụt rịt. Nó hở được cái thân ra thì sân nó sạch sẽ, nó đỡ bị ám vào những cái muội. Nó hay. Đây, cái ổi này lần này về cũng sẽ khá là ưng ý. Cỏ kiếc được dọn sạch, thứ hai là nó sáng cây, nhìn nó sáng sủa cây. Đấy, cái phần này thì chỉ sắp tới thì về thì lại tùm, vì nó tơ, rất là cành tơ và cắt thì nó phun rất mạnh. Đấy, các bác nhìn rất mạnh. Tất cả cây đu đủ con quá. Đấy, rất là mạnh. Phun rất là mạnh. Phun rất là mạnh. Thích không? Một cây rất là thích. Và là một cây đẹp. Khẳng định nó là một cây đẹp. Đấy. Nó thế không? Đẹp đúng không các bác? Duy nhất lần này về là không cắt cái cây này vì là nó vừa mới được cắt. Thân sạch sẽ, đỏ au, già nua. Đấy, cơ bản thì cứ vậy thì các bạn. Thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Vẫn chỉ có ở quê thì chỉ có vài cây như thế này thôi. Vài cây như vậy thôi. À đây. Ra lại cây sung lúc sáng đây. Sung lúc sáng nào đây các bác. Đấy. Sung mà nếp. Quả. Này, quả. Quả đây. Đây tím tím này nhá, chúng nếp. Đấy, quả, vòi quả thì nhiều lắm. Vòi quả đây, có cái quả là lớp chín gì kia này. Nó lớp gì kia. Đấy, ta lọc này để cho nó những cái mầm quả nó có ánh sáng, nó mềm. Nó không bị khô. Trước đây nó rất nhiều quả nó hay bị chết cái mầm quả này. Bởi nó để trong tối quá. Không phải tối mà cái tán nó rộng. Nó rộng quá, nó che hết ánh nắng. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Lần trước thì cây này thì chọc lá. Thì cây này xanh. Xanh lá. Bây giờ cây này chọc lá thì cây này xanh lá. Không chờ đợi nhau gì cả. Chúc các bác
ngày mai tuần đầu tuần làm việc vui vẻ nhá.